Thưa quý vị, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định mới đây cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 37 tuổi hiếm muộn nhiều năm vào viện do tổn thương đa cơ quan nguy kịch thì mới biết là mình đã mang thai 25 tuần và được bác sĩ nỗ lực giữ tính mạng của cả hai mẹ con. Người phụ nữ lập gia đình hơn 10 năm điều trị hiếm muộn tại nhiều bệnh viện nhưng không mang thai. Khoảng tháng thứ tư Khoảng tháng 4 vừa qua thì chị thấy rằng là mình ngày càng phù mặt, tay chân, toàn thân, công việc thường ngày trở nên quá sức. Sau một tháng, chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân gia định vì khó thở nhiều và phải ngồi suốt đêm. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mang thai khoảng 25 tuần, kèm tăng huyết áp ác tính, phù phổi cấp, tổn thương đa cơ quan, gồm gan, thận và tim nhận định thai kỳ nguy cơ cao cho cả mẹ và con lại là con quý của vợ chồng sau một thời gian dài chờ đợi. Các bác sĩ đã hội trần nhiều chuyên khoa để tìm giải pháp, cố gắng cứu hai mẹ con. Ekip phải vừa ổn định được huyết áp, đồng thời đảm bảo quá trình lọc máu liên tục suốt hai chu kỳ nhằm điều trị suy thận và ổn định tổn thương cơ tim. Trong lúc đó, bác sĩ sản khoa phải liên tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe thai nhi. Khi tình trạng bệnh của thai phụ ổn định hơn, em bé tiếp tục tăng trưởng tốt trong tử cung. Đến tuần thai thứ 32, huyết áp bệnh nhân trở nên khó kiểm soát, các chuyên gia thống nhất chấm dứt thai kỳ nhằm ổn định tốt hơn bệnh lý nội khoa đang diễn tiến nặng của mẹ và vào tối 22 tháng 6 vừa qua, bé gái đã chào đời khỏe mạnh.